giá cam này, thì anh ta cho biết rằng anh ta đi làm du kích, anh ta đi theo cách mạng và đi ra ngoài rừng cho nên bị trúng cái chất độc màu da cam. Thì đó là năm nhân chứng bên phía Cộng sản Việt Nam đưa qua. Rồi có giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Phi Phi, cựu của Đại học Y Hà Nội, rồi có bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, rồi bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Tôi hỏi những cái vị này là quý vị cho chúng tôi biết là cái mà quý vị nói chất độc màu da cam này đó là nó có màu gì. Thì những cái vị bác sĩ này cho biết rằng, thưa luật sư, ông hỏi như vậy nó có hư dư thừa hay không? Tôi nói không, quý vị hãy trả lời câu hỏi của tôi. Thì bên luật sư mà buộc tội đó là phản đối, phải không? Objection, phản đối. Thì tòa bảo rằng phản đối vô hiệu, là bởi vì những nhân chứng phải buộc phải trả lời cái câu hỏi này. Đó, và khi mà hỏi rằng cái chất thuốc hoang, chất độc màu da cam này có màu gì, thì thưa quý vị, thưa quý anh chị em, những cái vị mà gọi là giáo sư, tiến sĩ, những cái vị mà khoa bản đầy mình của Cộng sản Việt Nam đưa qua, Phan Thị Phi Phi của Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, khoa sản của Bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ tiến sĩ Phạm Thị Hoa sữa của Trường Đại học Y Hà Nội về khoa ung thư, tất cả đều nói một câu rằng những cái thuốc khai hoang này có màu cam cho nên gọi là chất độc màu da cam. Đơn giản vậy thôi mà hỏi cái gì? Đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, lúc này tôi mới quay lại, tôi hỏi cái vị mà nhân chứng của tôi đưa ra, đó là cựu đại tá ông John Smith thuộc binh chủng không quân Hoa Kỳ, và người này cũng là một phi công lái máy bay đi rải thuốc khai hoang. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tôi hỏi thưa Formos, ông đại tá, ông cho tôi biết là khi mà ông đi rải thuốc khai hoang này nó như thế nào? Thì ông ta trình trước tòa và trước bồi thẩm đoàn là khi đó ông ta còn là một trung úy phi công và ông ta lái máy bay để mà đi rải cái thuốc khai hoang này. Cái thuốc khai hoang này đầu tiên nó ở trong những cái thùng màu cam, nhưng mà cái thuốc này nó là charge white, tức là màu trắng đục. Thưa quý vị, thưa quý anh em, charge white tức là cái màu trắng đục ở trong những cái thùng màu cam. Tôi mới hỏi tiếp là tại sao cái loại thuốc này trong thùng màu cam? Là bởi vì thưa quý vị, thưa quý anh em, nếu ai ở Hoa Kỳ cũng biết điều biết là những cái độc tố, những cái chất độc mà được chế ra, được đựng trong những cái thùng, nó phải phân theo màu. Cái màu đứng nào đứng nhất là màu đỏ, thứ nhì là màu cam, thứ ba là màu vàng. Những cái màu mà độc tố họ xếp theo cái thứ tự như vậy để cho mình biết. Rồi trong những cái thùng đó mới được một cái máy đổ ra, một cái máy, và trong cái máy đó họ mới hòa ra thành nước. Và trong nước như vậy đổ lên thành hai cái bồn ở trong máy bay, và hai cái bồn này khi mà rải xuống họ xịt ra là dùng một cái máy bơm để mà xịt cái nước này ra, tức là họ xịt bằng nước chứ không phải là giống như là bác sĩ Dương Quỳnh Hoa. Ở trước tòa, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa cho biết rằng bà ta đã từng chứng kiến thấy tận mắt là những cái chiếc máy bay rải một màu cam và nguyên cả một bầu trời trở thành bầu trời màu cam, cho nên nói rằng thuốc chất độc màu da cam. Đó là lời khai của bà bác sĩ Dương Quỳnh Hoa. Nhưng mà lời khai của ông đại tá John Smith cho biết rằng ông ta rải thuốc và là thuốc đã pha thành nước chứ không có bao giờ rải thành bột, và cái loại thuốc này không có màu cam. Loại thuốc này nó là một cái loại mà màu trắng đục và pha thành nước, nó giống như là nước gạo vậy đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Rồi tới cái vấn đề thứ hai mà tôi hỏi ông tiến sĩ giáo sư trường đại học Harvard về nhân chủng học. Tôi mới hỏi về, thưa ông cho chúng tôi biết là theo cái research, theo sự cái tìm hiểu của ông về nhân chủng học, về cái con người sinh sản ra thì ở đâu là có cái số lượng quấy thai nhiều nhất. Thì ông ta cho biết rằng theo cái research của ông và trường đại học Harvard cho biết đó, thì cái số lượng mà trẻ sơ sinh, tức là trẻ sinh ra mà bị quấy thai đó, là ở tại những nước châu Phi, ở bên châu Phi là nhiều nhất, là như Yemen, như Mongol, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, Nigeria, Libya and Sudan. Những cái nước này là cái số lượng quái thai đứng đầu trên thế giới. Họ rất là đông chứ không phải là ít đâu. Thì thưa quý vị, thưa quý anh chị em,
Sau khi mà ông ta cho biết như vậy đó, tôi mới tiếp tục, tôi mới hỏi tới bà bác sĩ, bà Dylan Danus, giám đốc chuyên khoa về sản phụ và gia đình, đồng thời cũng là giảng sư của trường đại học University Washington. Trường đại học này chuyên đào tạo ra bác sĩ. Tôi hỏi thưa bà cho biết, có thể cho chúng tôi biết là nếu một người phụ nữ từ khi giao hợp cho tới khi mang thai và sau cái thời gian mang thai, khi mà sanh đứa bé bi ra thì nó phải đòi hỏi những cái điều căn bản, điều tất yếu như thế nào hay không, thì bà ta cho biết rằng thứ nhất, nói cái này là để tất cả mọi người, mọi anh chị em cũng phòng ngờ luôn nha. Khi giao hợp, hai bên người đàn ông và người đàn bà tinh thần phải thoải mái, không có bị stress và không có suy nghĩ tới những việc khác ngoài việc mà mình đang làm. Chứng minh của khoa học cho biết rằng khi mà chúng ta giao hợp với nhau, nếu mà hôm đó mà thụ thai đó, mà thứ nhất là chúng ta hút thuốc kích thích, tức là những cái loại cocaine, những cái loại thuốc kích thích. Thứ hai là say rượu, ok. Thứ ba là để cho cái tinh thần của mình bị bất hại, bị sao lãng này nọ, nó cũng ảnh hưởng tới cái thai của mình. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, lúc đó những con tinh trùng ngoan ngoãn nó không còn chạy nhanh nữa, nhưng mà những con tinh trùng điên khùng nó sẽ chạy nhanh hơn và nó sẽ đi vào cái trứng. Vì vậy cho nên bà bác sĩ Dylan là bà nói là khi mà hai người đàn ông và đàn bà giao hợp, tinh thần phải thoải mái, mà nếu được mở nhạc nữa thì cái đứa con sau này nó sẽ thông minh. Và khi mà bắt đầu tuần thứ nhất tới tuần thứ 4 thụ thai đó, thì phải người mẹ phải được thoải mái và tránh cái vấn đề ăn ở. Rồi từng tới tuần thứ 8 đó, thì người mẹ đó phải được chích cái loại thuốc, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, phải được chích cái loại thuốc mà cái thuốc đó nó làm cho cái đứa bé ở trong bụng, tức là cái bào thai ở trong bụng, tránh những cái trường hợp bị dị tật ống thần kinh do thiếu cái acid folic. Cái acid folic nó là một cái loại thuốc, mà cái loại thuốc này nó giống như là một cái vaccine. Cái vaccine này nó làm cho cái đứa bé ở trong bụng chống lại những cái bệnh tật, chống lại những cái dị tật, chống lại những cái virus hoặc là bất cứ một cái gì mà tấn công vào đứa bé ở trong bụng. Người mẹ, tất cả những cái người mẹ nào ở trên đất Mỹ này, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, phải được chích cái acid folic khi mà họ mang thai, ở vào tuần thứ 4 tới tuần thứ 8. Rồi, đó là cái phần mà bà bác sĩ Julian Bernard trình bày. Rồi còn cái phần mà giống như là bây giờ cái sinh tố về cái chế độ ăn uống của người mẹ và của cái bào thai thì như thế nào, thì bà ta cho biết rằng khi mà người mẹ có thai từ tháng thứ ba tới thứ năm, nói chung là suốt luôn, nhưng mà quan trọng nhất là từ tháng thứ ba tới tháng thứ năm, không có bị ảnh hưởng từ bên ngoài, không có suy nghĩ nhiều, và từ tháng thứ năm trở đi là không có làm việc nặng, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, không có làm việc nặng. Và người mẹ luôn luôn được theo dõi, khám thai theo định kỳ, và đặc biệt là phải làm hai lần ultrasound, tức là phải đi siêu âm đứa bé bi đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, phải siêu âm đứa bé bi, phải tìm hiểu, phải siêu âm đứa bé bi. Tất cả những cái đó người mẹ phải ăn bao nhiêu cái chất canxin, phải ăn bao nhiêu, phải chích mấy lần folic, rồi phải ăn uống như thế nào để mà cái bào thai trong bụng nó đầy đủ cái dinh dưỡng. Và từ tháng thứ 5 trở đi, người mẹ không được lao động cực nhọc, tức là không dùng quá sức, không đứng ngồi nhiều lần, đứng lên và ngồi xuống nhiều lần, không push, không pull, tức là không đẩy và không kéo. Đó, tất cả những cái đó là người mẹ đang mang thai phải follow up, phải đi đúng cái như vậy. Vâng, cảm ơn bà bác sĩ rất là nhiều. Thank you doctor. Rồi, bây giờ tôi mới quay ngược lại, tôi mới hỏi ông cụ đại tá, ông John Smith. Thưa ông cụ đại tá, ông có thể cho bồi thẩm đoàn, cho quan tòa biết là chính phủ Hoa Kỳ ngoài rải chất thuốc khai hoang
Tại Việt Nam có rải thuốc khai hoang này ở đâu nữa hay không? Có rải bên châu Phi không thưa ông? Thì ông ta biết là theo như tài liệu của Bộ Quốc phòng để lại thì ngoài tại chiến trường Nam Việt Nam ra, Hoa Kỳ chưa có rải thuốc khai hoang này ở bất cứ một quốc gia nào. Tức là Hoa Kỳ chỉ rải thuốc khai hoang ở tại Việt Nam mà thôi. Tôi mới quay lại, tôi mới hỏi ông bà, ông tiến sĩ nhân chủng học, tôi mới hỏi, ủa, vậy thì thưa ông, nếu mà theo như bên phía luật sư buộc tội của công ty chúng tôi đó, là vì cái thuốc khai hoang này mới bị quái thai, vậy thì thưa ông cho biết là tại sao bên châu Phi không có rải thuốc khai hoang mà họ lại bị quái thai đứng hạng nhất trên thế giới? À, cái câu hỏi nó là như vậy. Thì ông professor, ông tiến sĩ này, ông cho biết rằng, ông ta nói nguyên văn là: tôi không hiểu lý do tại sao họ buộc tội các ông. Có thể là họ thiếu kiến thức về khoa học. Nhưng mà nếu nói rằng quái thai là do cái thuốc khai hoang này thì hoàn toàn không hợp lý, là bởi vì bên châu Phi không có rải thuốc khai hoang, không có ảnh hưởng về vấn đề hóa học, nhưng mà cái con số quái thai nó đứng, nó hơn gấp 10 lần ở tại Việt Nam. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, đó là một cái lời trình bày của một nhân chứng mà chúng tôi mời ra tòa. À, chúng tôi mời trình bày trước tòa và ông ta chứng minh rất là rõ ràng. Và sau đó thì sau cái buổi phần chiếu phim của người cựu đại tá xong xuôi đâu đó hết rồi, tôi mới quay tới những nhân chứng của tôi mời từ bên Việt Nam. Mời bên Việt Nam đó là một cái vấn đề rất là khó khăn. Họ phải mượn cái vé đi du lịch qua Thái Lan, rồi từ ở Thái Lan, rồi tòa đại sứ ở Thái Lan mới sắp xếp cho họ đến Hoa Kỳ, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Chứ nếu mà từ ở bên Việt Nam đi thẳng đến Hoa Kỳ thì không thể nào đi được. Nhưng mà những nhân chứng này chúng tôi đã âm thầm mời họ bằng cách là mua cho họ những cái vé mà họ đi du lịch qua Thái Lan. Và khi mà đi du lịch qua Thái Lan, khi qua tới Thái Lan rồi, thì những nhân chứng này mới được tòa đại sứ Hoa Kỳ ở bên Thái Lan sắp xếp cho họ đến Hoa Kỳ để làm nhân chứng. Và họ được một cái sự mà kể như là bảo vệ nhân chứng khi mà họ đến tại Hoa Kỳ. Tôi mới hỏi, thứ nhất là một cái người mà cựu đại úy thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tham chiến tại Việt chiến trường Việt Nam, ông tên là Lê Việt Cộng. Tôi hỏi là, thưa ông Lê, ông cho tôi biết là trong cái thời gian quân nhân, ông có đi vào rừng hay không? Ông ta cho biết rằng trong cái thời gian lính của ông, hình như ông ta ở nhà chỉ được có 20% và 80% là những cái cuộc hành quân của ông ta. Và tôi hỏi rằng, thưa ông, những cái cuộc hành quân như vậy là ông hành quân ở thành phố hay là hành quân ở đâu? Ông ta cho biết rằng ông ta không phải là lính ở thành phố. À, cái train của ông ta và cái binh chủng của ông ta thường đi vào rừng. Tôi mở cái bản đồ Nam Việt Nam ra, tôi yêu cầu ông ta xác định là những cái khu nào mà ông ta nhảy xuống, thì trong đó là có đầm dơi, trong đó có chiến khu D, trong đó có tam giác sắt, trong đó có Bến Tre, trong đó có Củ Chi, vân vân. Tức là hầu như những cái khu rừng của chiến trường Việt Nam đều có mặt của ông ta. Thì tôi mới hỏi, thưa ông, khi mà ông đi vào rừng như vậy thì tại sao ông lại không bị chết, không bị nhiễm độc mà chết? Ông ta nói rằng kể cả bản thân của ông ta và lính của ông ta, người của ông ta chưa bao giờ mà vấn đề bị mà nhiễm độc chất độc màu da cam này bị chết cả. Thì tôi hỏi rằng, ông có thể cho tòa biết rằng ông có người con nào sinh ra quái thai hay không? Thì ông ta cho biết rằng ông ta cho có 9 người con. Và 9 người con, có những người con đẻ trước 75 và sau năm 1982, tức là sau khi ông ta ra tù của Cộng sản, ông ta được về. Và những người con này cũng không có một người nào mà bị quái thai cả. Vâng, cảm ơn ông Lê Việt Cộng rất là nhiều. Cảm ơn ông đã cho chúng tôi lời khai trước tòa. Quay lại với bà Nguyễn Thị Cực, thưa bà có thể cho chúng tôi biết rằng bà có bao nhiêu người con? Bà Nguyễn Thị Cực trả lời rằng bà ta có 5 người con. Bà ta có 5 người con. Và 5 người con này, 3 người sinh ra sau năm 1975 bị dị tật. Tức là có một đứa mà có hai cái chân mà không có hai cái tay. Rồi có một đứa chân bị quẹo, rồi một có một đứa thì cái lỗ tai nó xẹp xuống và cái lỗ mũi nó bị hỏng vô, nó không có lỗ mũi. Còn hai đứa sinh trước 75 thì bình thường, giống như những người bình thường khác. Thưa
bà Nguyễn Thị Cực. Đây là không phải là tôi muốn khơi dậy cái nỗi đau của bà, nhưng mà bà có thể chia sẻ giùm là trong ba cái đứa con bị dị tật này, nói bà sinh ra như thế nào, bà có thể chia sẻ. Thì lúc đó bà ta mới trình bày, và cái sự trình bày của bà ta thì có được một cái người thông dịch viên. Cái người thông dịch viên này là một giảng sư dạy ở trường đại học Hoa Kỳ, nhưng mà người này là người Việt, và người này đang còn làm việc cho tôi xin được giấu tên. Và cái người thông dịch này sẽ trình bày cái lời nói của bà và những nhân chứng người Việt Nam này trước tòa. Và bà Nguyễn Thị Cực này trình bày là sau khi mà bà ta dùng là giải phóng, sau khi mà giải phóng họ vào thì họ lấy đồ, lấy nhà của chúng tôi ở Sài Gòn, và chúng tôi phải đi lên vùng kinh tế mới. Thì cái lúc ông thông dịch, ông mới quay qua ông hỏi tôi là thưa luật sư, cái chữ kinh tế mới dịch làm sao. Thì tôi mới nói rằng cái vùng kinh tế mới mà anh là thông dịch mà anh không biết dịch, tôi chịu chết luôn, sao tôi biết thật kinh tế mới là gì. Bà ta cho biết rằng kể như là từ cái khi mà bà ta sinh, bà ta thụ thai, và cho tới khi sanh đứa bé, bà ta không có bao giờ đi bác sĩ cả. Vì cái vùng kinh tế mới không có bác sĩ. Thì tôi nói vậy, như vậy những lúc bệnh thì bà uống thuốc gì? Có thuốc gì cho bà uống hay không? Bà nói dạ có chứ, có cái lá xuyên tâm liên. Ông luật sư, ông biết, có biết ông có biết cái lá xuyên tâm liên không? Là nói tới cái lá gì, cái lá xuyên tâm liên tôi rất là rành. Vâng, cảm ơn bà. Như vậy thì khi đứa bé sanh ra thì như thế nào? Bà mới nói rằng từ khi mà bà có bầu là bà đi đẩy đố, đi cưa cây, đi đốt than, làm than. Bà làm than ở dưới cái hầm than và xuống hầm than moi lên, moi than rồi lên. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, thì bà kể là cái đứa mà thứ nhất mà bị dị tật đó là bà đẻ ở trong rừng. Bà sanh ở trong rừng luôn. Rồi đứa thứ hai đó là bà đi đẩy đố, nó bị què một cái chân, là cái lúc mà đẻ xuống đó, là khi mà bà làm than đó, thì lúc đó bà sanh cái đứa bé trong rừng chứ không có kịp về mà trạm xá. Thì không biết rằng cái ông chồng với bà đã đẻ làm sao, đỡ đẻ cho bà làm sao đó, mà cái đứa bé nó bị tức là bị gãy cái giò, gãy cái xương, nó bị tặc luôn. Mà hồi nhỏ hai vợ chồng biết là cứ để như vậy và để quẹo cái giò luôn. Đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, nó bà kể ba đứa bé sanh ra, mà bà vừa kể bà vừa khóc trước tòa. Thì lúc này cái người thông dịch, luật sư thông dịch lại những cái lời nói của bà ta, thì tôi nhìn qua bên phía bồi thẩm đoàn, thì bên phía bồi thẩm đoàn ngoài những người đàn ông gục mặt xuống thì còn tất cả những người phụ nữ trong bồi thẩm đoàn, họ đều khóc mà khóc sướt mướt. Họ nói oh my god, this for real, oh my god, how the country like that. Đó, thưa quý vị, thưa quý anh em, họ không thể tưởng tượng ra một cái người phụ nữ Việt Nam dưới cái chế độ cộng sản mà phải làm cực khổ giống như vậy và phải sinh sống như vậy. Sau khi mà bà ta trình bày cái cuộc sống của bà ta, có từ khi có thai không được đi bác sĩ, rồi không có về thực phẩm, thì tôi hỏi rằng nếu như vậy cái lúc mà bà có thai như vậy cái chế độ ăn uống bà như thế nào? Bà nói trời ơi, ăn gì mà ăn, ông luật sư ơi, bữa nào mà có cơm á, có mua bán than mà mua được vài bát gạo là để dành cho con ăn thôi, chứ tôi làm gì có cơm mà để tôi ăn củ mì không à, còn con là mình cơm là mình để cho con ăn. Thì thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tôi mới trình bày khi mà bồi thẩm đoàn, cái vị thông dịch lại hết cho bồi thẩm đoàn nghe, thì tôi mới thêm vô, tôi nói là thưa quý vị, cái rice, tức cái cơm đó là cái bình thường nhất của người Á Đông, của người Việt Nam, mà nhân chứng của tôi thậm chí cái lúc có thai còn không có cơm ăn. Họ ăn toàn là cái rút, cái rễ cây ở trong rừng không. Thì thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tôi thấy có một cái vị bồi thẩm đoàn, họ không có kềm chế nổi, họ đứng lên họ nói how can do that, làm sao mà có thể sống như vậy được, how can live the life like that, more than the hell, tức là còn nó còn hơn là ở dưới địa ngục nữa. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, nó hơn dưới địa ngục, một cái con người sống dưới cái chế độ cộng sản nó còn hơn dưới cái chế độ địa ngục nữa. Lúc đó phiên tòa im phăng phắc, những người cảnh sát ở trong phiên tòa, cái ông search, ông thẩm phán ngồi im như vậy và cái mặt của ông ta đỏ gân lên như vậy. Còn bồi thẩm đoàn là những người đàn bà là khóc sướt mướt khi mà nghe cái bà Nguyễn Thị Cực này trình bày về cuộc đời của bà và ba đứa con bị tàn tật. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, sau khi mà tôi thấy là
càng lúc là bà nói càng hăng, nhưng mà khi mà bà nói như vậy bà đau khổ lắm. Vì vậy cho nên tôi không muốn đầu tư nhiều vào cái sự đau khổ của người phụ nữ này, cho nên tôi mới stop lại. Và sau đó tôi cảm ơn bà Nguyễn Thị Cực, tôi mới mời tới ông Trần Khủng Quảng, tức là cái vị nhân chứng thứ ba của tôi ở phiên tòa. Thưa ông Trần, ông có thể cho tòa biết tên hay không? Thì ông ta nói rằng ông ta tên là Trần Khủng Quảng. Tôi mới ngạc nhiên, tôi mới cười, tôi mới chọc ra đây. Ông nói rằng ở Việt Nam tôi biết rất là nhiều cái tên, nhưng mà tại sao ông lại có cái tên là Trần Khủng Quảng? Thì ông ta mới cười, ông ta mới nói là thực sự đó là cái tên này cha mẹ tôi đặt cho tôi, là bởi vì hồi xưa đó là mỗi lần mà ba tôi mà được về phép ở nhà với má tôi là Việt Cộng nó hay phóng kích và nó hay vào, nó bắt người ta, nó bắt ấp trưởng, xã trưởng, nó đi chặt độc, nó đi giết người ta. Cho nên khi mà cái đêm mà ba tôi được về phép ở với má tôi và đêm đó thụ thai đó, khi mà mẹ tôi hỏi ba tôi đó là đặt tên con là gì, thì không hiểu lý do sao ông ta đặt tên tôi là Trần Khủng Quảng. Tức là có thể là đêm đó cái con tinh trùng mà khủng quảng nó chạy lọt vô là nó nở ra tôi. Ông ta cũng vừa nói vừa cười. Tức là thưa quý vị, thưa quý anh Giang, khi mà cái người thông dịch lại như vậy thì ông bác sĩ ông cũng cười, ông gục đầu, là bởi vì lúc trước ông đã trình bày cũng giống như là bà bác sĩ mà bà trình bày, là khi hai người giao hợp với nhau phải trong tâm trạng thoải mái. Nhưng mà thưa quý vị, thưa quý anh chị em, lúc hai vợ chồng đang ăn ở với nhau mà cứ nghĩ là mẹ không biết chừng là gì cộng nó đang đứng sau nhà nó ập vô nó bắt mình ra nó chặt đầu, thì ông ta bị khủng hoảng thiệt. Và cho nên vì vậy ông ta mới đặt tên cho đứa con mình là Trần Khủng Quảng, tức là cái đêm đó thì cái đêm đó rất là khủng hoảng. Và ông ta có hai người con là bị bệnh tật, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Hai đứa bị quấy thai. Tôi mới hỏi ông ta, tôi mới hỏi ông ta là ông có thể trình bày ông ta kể lại không? Thì ông ta cho biết rằng sau năm 1975 ông ta bị Cộng sản bắt đi tù, và gia đình của ông ta, mẹ ông ta và hai anh em ông ta bị đưa đi vùng kinh tế mới, thì cũng là cái chữ kinh tế mới. Và ở trên rừng như rú như vậy là nó rất là hoang tàn, ở trên nó rất là âm mưu. Nó rất là dễ sợ. Và ở trên đó thì ông ta làm rẫy làm rừng, sau đó thì ông ta gặp một cái cô trên đó và lấy làm vợ. Thì hai vợ chồng là có một cái chòi ở trong rẫy, và hàng ngày đó thì làm lụng cực khổ rẫy và múc nước suối để uống, uống nước suối và ăn củ mì, hoặc là bắt cua đá để mà nấu với là ăn với củ mì với là canh cải rau tàu bay. Ông ta cho biết là ông ta bị sốt rét thường niên, và cái đứa con đầu tiên ông ta bị quấy thai là cái lúc đó ông ta bị sốt rét và ngủ với vợ và thụ thai. Thì ông ta nghĩ rằng đó là cái đứa bé mà không thể mà sống được với ông là bởi vì sức khỏe của ông có. Ông ta trình bày như vậy. Tôi mới hỏi rằng thưa ông có thể nghĩ rằng nó bị ảnh hưởng tới cái chất khai hoang, cái thuốc độc màu da cam này lên cái người của ông và ảnh hưởng tới con ông hay không? Thì ông ta mới trả lời là tôi không có biết cái chất khai hoang này là cái gì cả, và tôi cũng chưa bao giờ thấy cái thuốc khai hoang này cả, nhưng mà tôi thấy tôi bị sốt rét. Tôi bị bệnh sốt rét, vợ tôi cũng bị sốt rét, và khi mà vợ tôi đang mang thai thì những cái cây sốt rét ác tính hành hạ vợ tôi rất là nhiều. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, ông ta cho biết là lúc mà vợ ông ta mang bầu ở trong rừng, ở trong rẫy đó là bị bệnh sốt rét. Và khi mà cái người thông dịch lại cái câu chuyện của ông Trần Khủng Quảng này, thì tôi thấy cái bà bác sĩ, cái bà Dylan Ganut, bà khóc anh chị em. Lúc đó bà bác sĩ, bà thật sự bà khóc. Bà nói là unbelievable. Không thể tin tưởng được cái người phụ nữ đang mang thai mà bị sốt rét ác tính như vậy. Thì bảo đảm là không có cái đứa baby nào, không có một cái đứa nhỏ nào mà chịu nổi cả. Vâng, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Thứ nhất là cái phái đoàn giáo sư tiến sĩ từ Việt Nam qua, họ đã khai mang trước tòa. Dù là họ đã để cái tay ở trên cái cuốn luật, họ để tay trên cuốn Bible, họ tuyên thệ là họ sẽ nói toàn sự thật. Nhưng mà cái đầu tiên họ bảo rằng cái chất độc màu da cam này, nó là màu cam và rải bằng bột, nó là màu cam cho nên gọi nó là màu da cam. Đó là cái khai gian.
Đó là cái mà xạo, đó là cái khai gian trước tòa. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Và những cái người làm chính của bên phía Cộng sản Việt Nam, họ cho biết rằng là họ ở ngoài Bắc mà họ đi vào trong Nam để mà giải phóng dân miền Nam. Thì lúc đó tôi quay lại, tôi hỏi cái vị cụ đại tá này, tôi biết rằng ông có biết gì về cái vấn đề cái hiệp định Geneva và cái hiệp định Paris hay không. Thì ông ta mới trình bày, ông ta mới trình bày trước tòa về một những cái điều căn bản, tức là khi mà chia đôi đất nước cái vị tuyến thì hai bên không được bên nào lấn qua bên nào. Đó là cái vấn đề thứ hai. Mà những cái người binh sĩ ở ngoài Bắc, những cái người dân chính, ba người dân chính, hai người thuộc tỉnh Thái Bình và một người thuộc tỉnh Nam Định này đã bị phạm cái luật ở trong cái luật quốc tế. Và cái phần thứ ba đó là phần nhân chính ở Bến Tre và ở Hậu Giang, sinh ra ở thành phố, không ở thành phố mà đi vô trong rừng ở. Và lúc đó là vị luật sư của họ không thể nào mà objection được. Phải bắt buộc trả lời câu hỏi của tôi là tại sao quý vị là người sinh ra ở tại thành phố, quý vị mà ở thành phố mà quý vị vô trong rừng quý vị ở. À đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Rồi. Xong hết những cái phần mà trình bày về mọi cái vấn đề qua ngày cái thứ năm, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Cái ngày thứ năm là cái ngày cuối cùng và cái sự mà đòi hỏi của họ 2 tỷ đô la. Thì khi mà mời hai bên luật sư vào để mà gặp ông Judge, thì hai bên, thì bên phía bên kia họ cho biết rằng họ giảm xuống còn 200 triệu, chứ họ không đòi 2 tỷ nữa. Thật sự lúc bây giờ đó thì ở bên cái công ty mà mướn tôi làm luật sư đó, thì đồng ý là bồi thường 200 triệu. Nhưng mà tôi nói không, tôi trả lời là không. Là bởi vì khi mà quý vị chọn tôi làm luật sư cô cho quý vị, tôi nói với quý vị rồi là tôi không lấy một đồng nào của quý vị và tôi cũng không để cho quý vị mất một đồng. Or a one dollar, a one dime, tôi cũng không để cho quý vị trả một đồng. Mà bây giờ quý vị chịu đòi bồi thường cho họ 200 triệu thì tôi không chấp nhận. Tôi không chấp nhận. Đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị, bên đầu tiên là họ đòi 2 tỷ, 2 tỷ Mỹ Kim nha. Mà trả như vậy là trả 20 năm. À, một năm như vậy là 1 tỷ Mỹ Kim. Sau đó đó, sau năm kéo dài kể như 4 ngày, ngày thứ 5 để mà đúc kết bồi án đó, thì họ nói là sau khi mà hội họp với bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì bên đó họ đồng ý là giảm xuống còn 200 triệu Mỹ Kim mà thôi. Ok, 200 triệu Mỹ Kim. Tôi nói là không, cái vấn đề này để cho bồi thẩm đoàn quyết định, chứ tôi không quyết định. Thì bên phía cái công ty mà mướn tôi đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị, họ có ý là họ chịu. Bên cái công ty Mansato đó là họ đồng ý là họ chịu cả. Tôi nói không, ban đầu quý vị tìm tới tôi là một người luật sư không nổi tiếng gì cả, thấy không? Mà quý vị tìm tới tôi là bởi vì tôi là người Việt Nam và tôi biết về Việt Nam. Quý vị tìm đến tôi làm luật sư đại diện cho quý vị. Và tôi đã nói với quý vị là cãi bất cứ cái vụ nào tôi cũng lấy tiền, nhưng mà cãi cho quý vị tôi không lấy một đồng nào hết, tôi cãi free. Tôi nói với họ vậy mà. Tôi nói là bên cái ban giám đốc của Monsanto Corporation Dow Chemical, tôi nói rằng tôi cãi cho quý vị free, tôi không lấy một đồng nào cả. Và tôi nói với quý vị nếu tôi không thắng họ, tôi sẽ xé cái bằng luật sư này liền. Mà bây giờ quý vị đồng ý chịu cả 200 triệu thì quý vị coi thường cái bằng luật sư của tôi quá. Tôi hứa với quý vị là tôi không để cho quý vị trả dù là một sen. Okay. Dù trả là một sen. Đúng vào ngày thứ năm, sau khi hai bên luật sư cùng với là quan tòa với thẩm phán nói chuyện xong xuôi đâu đó, mà tôi không đồng ý, tôi không bắt tay, tôi không đồng ý mà cái bên luật sư buộc tội đưa ra. Tôi không đồng ý 200 triệu, không đồng ý bồi thường 200 triệu. Tôi nói là bây giờ cái phần của quý vị trình bày, phần của tôi trình bày. Bây giờ còn cái phần quyết định cuối cùng là để bên tòa án trình bày, bên bồi thẩm đoàn họ trình bày. Ngày thứ năm vào 9 giờ sáng phiên tòa mở. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, sau khi mà người cảnh sát, người sheriff nói alright, tất cả mọi người trong phiên tòa đứng lên và ông chánh án bước ra ngồi vô bàn. Rồi, sit down, ngồi xuống, tất cả ngồi hết. Sau 4 ngày liên tục trong cái trial của cái gọi là chất độc màu da cam, thì bây giờ bên phía luật sư tố tụng đó họ có quyền phát biểu trước.
họ có gần một tiếng đồng hồ để mà buộc tội. Họ mới nói rằng thưa bồi thẩm đoàn, trong suốt 4 ngày qua chúng ta cũng làm việc, chúng ta rất là mệt, và quý vị cũng đã thấy những nhân chứng, thấy những vật chứng, tức là thưa quý vị, thưa anh em, gần 10 triệu chữ ký mà họ chở từ Việt Nam qua, những cái thùng cạc tông bự bự như vậy là chữ ký của dân ở bên Việt Nam. Và thưa quý vị, thưa quý anh em, tôi nghĩ dân bên Việt Nam họ bị lừa một cách rất là khốn nạn, tức là họ đưa những cái hình ảnh như vậy, họ đưa những cái hình ảnh ra, họ nói à, chất độc màu da cam này quý vị ký vô được, được Mỹ bồi thường và quý vị sẽ được tiền. Chứ họ không biết là họ bị lừa, họ bị bắt ký, vâng, họ bị bắt ký, họ bị lừa trên 10 triệu chữ ký như vậy, chở những cái thùng cạc tông chở qua để trước tòa án, thưa quý vị, thưa anh, để ở trong cái phiên tòa trước mặt ông chánh án như vậy. Chưa có một cái petition nào, chưa có một cái thỉnh nguyện thư nào mà trên 10 triệu chữ ký cả, chưa có trong cái lịch sử thế giới. Ở Mỹ này mà được 100.000 chữ ký là phải nói một, chưa ở ở Mỹ này từ khi lập quốc tới giờ chưa có cái thỉnh nguyện thư nào mà lên tới 1 triệu chữ ký cả, thưa quý vị, thưa quý anh chị, chưa có. Nếu mà quý vị không tin tôi, đi vào ở trong cái website của government của USA của Mỹ thì quý vị coi thử có thử có thỉnh nguyện thư nào lên tới 1 triệu chữ ký không, chưa có. À, nhưng mà họ có trên 10 triệu chữ ký. Họ chở những cái thùng như vậy, họ cho biết cái này. Rồi gần 2 cái hũ đựng 20 cái quái thai, những cái cục thịt nhúc nhích, những cái hình đứa bé bi có cái đầu, có khuôn mặt mà không có miệng, không có mũi. Những cái đứa bé bi là một cục thịt không có tay, có chân, không có gì hết. Và những cái hình ảnh đó nó đánh động vào lương tâm của con người. Bên luật sư của họ trình bày gần 1 tiếng đồng hồ. Họ đánh mạnh vào cái nhân tính, họ đánh vào về cái nhân đạo với những cái vị bồi thẩm đoàn. Sau khi họ trình bày xong cái câu đúc kết của họ là họ nói là thưa bồi thẩm đoàn, chúng tôi yêu cầu bồi thẩm đoàn hãy đặt quý vị vào là những bậc phụ huynh của những quái thai này. Và những người đó họ được xứng đáng, được bồi thường, được trả lại một cái gì đó để giảm đi nỗi đau của họ, nỗi đau trong lương tâm của họ, nỗi đau trong thể xác của họ. Sau khi một tiếng đồng hồ họ trình bày trước tòa như vậy xong thì bên quan tòa mới gõ búa, mới hỏi là bên luật sư defense không có trình bày gì hay không. Tôi đứng lên, thưa quý vị, thưa anh chị em, tôi đứng lên, tôi đi tới trước cái bàn luật sư của bên đại diện cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tôi nói là thưa ông, hồi nãy giờ tôi nghe bài phát biểu của ông thật là đầy đủ từng chữ một, và tôi nghĩ rằng ông cũng làm cái job của ông. Rồi tôi mới bước lui lại, tôi mới xoay qua trước cái phiên tòa. Tôi nói là thưa quý vị, trong tất cả chúng ta mỗi người đều có một cái job làm, đều có một cái công việc. Nhưng mà cái công việc của chúng ta không bao giờ cái lương tâm mình cho phép làm sai cái lương tâm của chính mình. Đó là cái câu tôi đánh luật sư đại diện cho tù Cộng sản Việt Nam trước. Chúng ta có, mỗi người có mỗi cái công việc, mỗi người có một cái việc làm. Nhưng mà cái việc làm của mình không cho phép cái lương tâm mình đánh cái lương tâm của mình. Mình phải làm đúng với cái lương tâm của mình. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, đó là cái phần đầu tôi đánh luật sư. Phần thứ nhì tôi đánh vào bồi thẩm đoàn. Tôi quay lại tôi nói là thưa bồi thẩm đoàn, thưa quý vị, chúng tôi đã làm phiền quý vị gần 5 ngày hôm nay, và hôm nay là cái ngày đúc kết phiên tòa. Những ngày hôm nay trong các quý vị đã có nhiều người rất là mệt mỏi, nhớ gia đình, nhớ vợ con, công ăn việc làm. Và quý vị ngồi đây để coi những hình ảnh, để nghe chúng tôi trao đổi với nhau, và quý vị đã rơi nước mắt. Bây giờ tôi chỉ xin hỏi quý vị là nếu quý vị giống như luật sư bên tố tụng, luật sư đã hỏi quý vị là nếu quý vị là phụ huynh có những cái bào thai như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào? Thì ngược lại tôi cũng hỏi một câu như vậy, nếu quý vị là những phụ huynh chẳng may sinh ra có những bào thai như vậy, quý vị có cho phép chính phủ Hoa Kỳ hoặc cho phép bất cứ một cái thế lực nào để dùng cái đứa con quái thai của mình nhốt nó trong một cái hũ
Tôi nhấn mạnh cái chữ này hai lần. Nhốt cái đứa bé trong một cái hũ để mà làm cái điều kiện để lấy tiền người khác. Quý vị có cho phép bản thân mình làm điều đó hay không? Quý vị là cha là mẹ. Thưa quý vị, nếu mà quý vị cho phép người khác lấy đứa con của mình để làm một cái trao đổi đồng tiền, để lấy lại đồng tiền, thì quý vị nghĩ rằng cái đứa bé này nó có thật sự nghĩ rằng cái người mà đang làm việc này có phải cha mẹ nó hay không? Bởi vì cái đứa bé này sinh ra, dù nó không được sinh ra bình thường, nó là một cái quái thai, nhưng mà nó được cái quyền được chôn cất, được nghỉ ngơi nơi thiên đàng, chứ nó không phải là một món quà tại phiên tòa ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tôi nói một cái câu đó thôi, tôi vừa nói thôi thì tôi thấy cái bồi thẩm đoàn họ vỗ tay là xong rồi. Như vậy là xong rồi. Khi mà mình nói chuyện mà bồi thẩm đoàn mà họ vỗ tay là mình thấy là xong rồi. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, mà rất là đúng, thấy không? Rất là đúng. Là bởi vì sao? Bởi vì không có thể nào vì cái đồng tiền, vì bất cứ một cái lý do nào mà cha mẹ mà phụ huynh mà để cho đứa khác lấy cái đứa con của mình, dù là cái đứa con đó là quái thai đi chăng nữa, để cho họ nhốt nó trong một cái hũ mà để đem đi làm điều kiện trao đổi. Và những cái đứa bé này dù cho nó là quái thai đi chăng nữa, nhưng mà nó vẫn có quyền được chôn cất và được về thiên đàng để nghỉ ngơi. Đó mới gọi là nhân tính, đó mới gọi là con người. Thưa quý vị bồi thẩm đoàn, tôi muốn xin hỏi quý vị thêm một câu nữa. Quý vị đi ra chợ qua mạng, quý vị đi Home Depot mua một chai thuốc chuột, một chai thuốc xịt dán. Và trong chai thuốc đó cái label rất là rõ ràng là quý vị không được để trong cái tầm với của children, của con cái quý vị. Trong cái chai thuốc đó có đầy đủ cái công thức sử dụng. Và khi gặp cái những cái trường hợp mà emergency thì quý vị phải làm như thế nào? Khi quý vị đi mua chai thuốc về, quý vị không làm theo đúng cái instruction, không đúng theo cái sự chỉ dẫn, quý vị để cho đứa con với cái thuốc chuột đó và uống vào người, hoặc là với cái chai thuốc đó xịt vào mắt con của quý vị, ai sẽ là người có tội? Là quý vị là người có tội, hay là cái chỗ bán cái thuốc đó có tội, hay là cái người làm ra loại thuốc diệt chuột đó có tội? Thưa quý vị, thưa bồi thẩm đoàn, công ty Manchester Corporation của chúng tôi khi chế ra không phải là chỉ có cái thuốc khai hoang này, mà loại nhiều loại thuốc diệt cỏ khác nhau, nhiều loại chemical. Là bởi vì công ty của chúng tôi là một cái công ty chemical, và tất cả những cái chất chemical này bào chế đã được cấp giấy phép, đã được kiểm duyệt và cấp giấy phép đầy đủ. Chúng tôi không có làm lậu. Và trên mỗi cái thùng thuốc như vậy đều có bản chỉ dẫn và đều báo cái sự tác hại của loại thuốc đó, sử dụng như thế nào, phòng ngừa như thế nào. Và chính phủ Hoa Kỳ đã đồng ý trong cái contract để mà mua cái thuốc này. Họ đã đồng ý theo cái sự chỉ dẫn, theo cái tổ hợp luật sư của công ty chúng tôi trình bày với họ. Họ đã đồng ý, họ ký và họ mua cái số thuốc này. Và cái công ty của chúng tôi không phải là người lái máy bay đi rải thuốc, mà chính phủ Hoa Kỳ là người lái máy bay đi rải thuốc. Nếu mà cái thuốc này nó có độc hại, thuốc này nó như thế nào, thì nhà nước cầm quyền Cộng sản Việt Nam kiện chính phủ Hoa Kỳ. Tại sao kiện chúng tôi? Tại sao họ không dám kiện chính phủ Hoa Kỳ mà họ kiện cái công ty chế ra thuốc, mà trong khi cái công ty chế ra thuốc là đã trình bày rất là rõ ràng với DNA, rất là rõ ràng với DDA, trong thuốc đó có những thành phần gì, có cái gì, tất cả đều đầy đủ cả. Đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Thêm một cái vấn đề nữa, tại sao bảo rằng cái thuốc khai hoang này ảnh hưởng tới cái con người, mà trong những ngày hôm nay quý vị đã nghe rõ cái sự trình bày rất là rõ ràng, ở bên châu Phi là những nước chưa bao giờ, không bao giờ và không bao giờ có rải cái thuốc khai hoang này, mà cái số lượng quái thai là nhiều gấp 10 lần ở tại Việt Nam. Và cái con người sống ở dưới cái chế độ Cộng sản Việt Nam, họ bị sống, họ bị đối xử như thế nào,
Thưa quý vị bồi thẩm đoàn, suốt cả 4 ngày hôm nay quý vị theo dõi, quý vị cũng đã thấy, đã nghe và đã biết. Tôi không cần phải dùng cái lưỡi của tôi, my long tongue. Tôi không cần dùng cái lưỡi dài của tôi. Tôi không cần dùng cái nghề nghiệp luật sư của tôi để trình bày. Tôi nghĩ rằng quý vị dư, quý vị đủ và dư cái trí tuệ, cái sự thông minh để mà đặt cái ngòi bút xuống phê phán trong cái trial ngày hôm nay. Lời cuối cùng, tôi xin được cảm ơn bên phái đoàn luật sư của Việt Nam. Tôi cảm ơn quý vị. Tôi cảm ơn những người đã đứng cùng với tôi trong phiên tòa ngày hôm nay để thấy rõ được cái sự thật, cái mưu đồ chính trị và cái nhu cầu tiền bạc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Họ đã sử dụng tới những cái quái thai, họ đã sử dụng tới những đứa bé như vậy đạt được cái mục đích, họ muốn đạt được cái mục đích chính trị và họ muốn đạt được tới cái vấn đề 2 tỷ đô la mà thôi. Nếu hỏi họ, họ có nhân tính hay không, họ có con người hay không, thưa quý vị, họ không bao giờ có nhân tính mà có con người. Vì vậy, nếu bảo rằng cái công ty chúng tôi là có tội và chịu trách nhiệm về cái vấn đề quái thai, ung thư tại Việt Nam, thưa bồi thẩm đoàn, tôi nghĩ rằng quý vị sẽ có một quyết định rất là đúng đắn. Và lời cuối cùng của tôi xin chúc quý vị một sức khỏe dồi dào và có một trí tuệ minh mẫn. Sau khi tôi trình bày tất cả những cái vấn đề và lời cuối cùng như vậy, thì thưa quý vị, thưa quý anh em bên bồi thẩm đoàn, họ vào nhóm họ, tức là họ vào trong, họ có một cái phòng riêng bên jury đó, họ có một cái phòng riêng và cái phòng đó là phòng để mà họ họp hành này nọ trong cái jury room. Khi mà ra phiên tòa đó là họ ở trong cái jury box, nhưng mà khi mà vào trong đó là họ trong một cái room riêng và họ vào đó để nghị án, gọi là nghị án đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị. Trên 2 tiếng đồng hồ. Sau khi vào nghị án thì bắt đầu 2 giờ là phiên tòa tái nhóm họp. Sau khi mà cái người mà cảnh sát của phiên tòa, tức là ông sheriff, đứng lên nói là alright, tất cả ở trong phiên tòa đứng lên hết. Lúc đó tôi đứng về cái bàn luật sư defense của tôi, bên kia 2 luật sư, nhân viên chúng tôi đứng lên hết, tất cả kể như người nhân chứng đứng hết. Thì ông tòa ra là kêu mọi người ok, sit down, rồi ngồi xuống hết. Thì ông không cần phải bồi thường bất cứ một cái thiệt hại nào và không cần chịu nhận lãnh bất cứ một cái trách nhiệm nào ở trong cái vấn đề này đó. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, sau khi mà bên bồi thẩm đoàn họ trình bày như vậy và họ đưa cái trách thư, họ đưa cái tờ giấy đúc kết ra cho bồi thẩm đoàn và đưa cho quan tòa. Sau khi mà quan tòa coi xong thì quan tòa đã override, tức là bây giờ nghe ông ta phán. Ông ta phán là chiếu theo điều luật, xét rằng chiếu theo điều luật số 1 trên 117 về cái đơn kiện của bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chiếu theo điều 2, điều 197, chiếu theo điều 3, tức là lúc đó là ông quan tòa ông phán theo những cái điều mà bên bồi thẩm đoàn đưa qua, thì tất cả như đó thì ông ta tuyên bố rằng là cái công ty Monsanto Corporation and Dow Chemical, you are not guilty. Thưa quý vị, thưa quý anh chị, đó là tóm tắt về cái phiên tòa 5 ngày, cái trial của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kiện cái công ty chế cái thuốc khai hoang này, công ty có tên là Monsanto Corporation and Dow Chemical, là kể như trắng án, không có phải bồi thường một cent, no, không bồi thường một cent, không chịu trách nhiệm về tinh thần lẫn vật chất physical. Ok, không bồi thường, không bị một cái gì cả. Đó. Cho nên khi mà cuối cùng gõ búa xong rồi, rồi tòa án tuyên bố xong, Cộng sản Việt Nam, lúc đó đó, thưa quý vị, thưa quý anh em, họ lịch giống như là những con chó lát. Họ lãng, họ tới, họ bưng những, họ tính là bỏ lại những cái hũ đó trong tòa anh chứ. Họ bỏ, tính bỏ những cái hũ mà quấy khai lại trong tòa, họ bỏ họ đi không. Cái người cảnh sát ở ngoài cổng tòa chặn họ lại là yêu cầu các ông đem những cái vật chứng của các ông về. Đó, nó có thêm một cái phần đó mà lần trước tôi quên trình bày nữa. Tức là khi mà quan tòa phán mà họ bị thua kiện như vậy đó, là họ lãng, họ lên, họ lãng thôi đi. Họ muốn để lại những cái xác với bằng cái đóng giấy mà cần 10 triệu chữ ký như vậy, họ muốn bỏ đó, họ đi về.
Thì lúc đó khi mà ra tới cho cái cổng cái phòng của tòa đó thì cái người sheriff đó mới chặn lại, cái người cảnh sát đó mới chặn lại và yêu cầu đem những cái rác đó về, đem những cái gọi là vật chứng đó đem về với quý vị. Chúng tôi không có không có chỗ để giữ những cái đó. Đó. Ở như vậy thưa quý vị, thưa quý anh chị em, nhưng mà cho tới bây giờ Cộng sản Việt Nam tôi không còn biết, tôi không biết là trong tương lai họ có mở thêm một cái vụ kiện nào khác nữa hay không. Và theo như chỗ chúng tôi được biết đó, Cộng sản Việt Nam kiện ngoài cái vấn đề 2 tỷ Mỹ Kim, họ còn kiện thêm, họ còn thêm một cái chiêu là kích thích cái lòng căm thù của cái người dân Việt Nam đối với Hoa Kỳ về vấn đề rải chất thuốc khai hoang. Và họ trốn trách nhiệm, tức là bây giờ họ xài những cái đồ ăn hóa chất của Tàu, những cái đồ đầu độc của Tàu, và họ bị, nếu người dân bị cancer, nếu người dân bị ung thư, thì bất cứ một cái bệnh nào họ cũng đổ tội đó là do cái chất độc màu da cam. Và sau khi mà thắng cái phiên tòa tại Supreme Court ở New York, cái hồ sơ đóng của tôi đó là tôi không dùng cái chữ chất độc màu da cam nữa, mà tôi dùng chữ là chất độc màu da trâu. Là bởi vì có những con trâu, bởi vì có những kẻ súc vật mới không hiểu được cái lý lẽ đơn thuần. Còn nếu như con người chúng ta hiểu được và biết được, có những kẻ bán rẻ cái lương tâm mình cho quỷ, giống như là những cái vị học giả mà chúng tôi nêu tên, giống như giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Phi Phi của Đại học Y Hà Nội, giống như bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, giống như bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phương, trưởng phòng khoa sản Bệnh viện Từ Dũ, giống như bác sĩ tiến sĩ Phan Thị Hoành Sữa ở trường Đại học Hà Nội và khoa bệnh ung thư ở tại Đà Nẵng. Chỉ có những kẻ mà mang cái bằng tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư như vậy, bán rẻ lương tâm mình cho quỷ mới đi làm nhân chứng cho những cái cuộc thư kiện này. Và họ đã bị thảm bại. Và như lời hứa của tôi với tất cả anh chị em, như lời hứa của tôi với cái công ty Monsanto, tôi không lấy họ một cent. Tôi bỏ ra gần 6 tháng trời để nghiên cứu tài liệu, và tôi bỏ ra gần một tuần để mà cãi đại diện cho họ trước phiên tòa, và tôi không lấy một cent nào cả. Đố quý vị, đố quý anh chị em biết tại sao? Đó là câu hỏi bí mật mà cho tới bây giờ vẫn ai chưa giải đáp được. Là tại sao tôi không, một cái vụ thư kiện này tôi có thể lấy của họ nửa triệu. Nếu mà họ gửi cho tôi một cái check sau phiên tòa, họ ký, họ gửi cho tôi một cái check nửa triệu đô la, nhưng mà tôi không nhận, tôi gửi trả lại cho họ. Tôi đã nói tôi không lấy một cent. Mà có nhiều người đặt câu hỏi là tại sao luật sư cải thắng kiện như vậy mà một cái khe có thể lấy cả nửa triệu, có thể lấy một triệu đô la mà lại không lấy một cent nào, không lấy một đồng nào. Và tôi để cái câu trả lời này cho toàn thể quý vị. Quý vị có thể trả lời thay tôi. Nếu quý vị là một nạn nhân của Cộng sản, quý vị sẽ biết tại sao. Rồi, đó là tóm tắt về cái phiên tòa chất độc màu da trâu của Cộng sản Việt Nam.